Thầy chào các em đã đến với bài giảng của thầy Quang. Trong tiết học này, thầy sẽ hướng dẫn các em làm bài tập số 4 trong bài ôn tập về các số trong phạm vi 1.000. Trang số 7, sách giáo khoa toán lớp 3 tập 1, bộ sách cánh diều nha các em. Thì các cái bài tập trước, từ bài 1 đến bài 3, thầy đã làm bài giảng hướng dẫn các em giải rồi ha. Các em có thể là kéo xuống dưới phần mô tả của video này, các em nhấn vào đường link trên sách phát để các em xem đầy đủ hơn. Trong bài số 4 này thì đề bài cho là số ghế ghi trên vé xem biểu diễn ca nhạc của bố và Ngọc là 231, 232. Em hãy chỉ dẫn giúp hai bố con Ngọc tìm được ghế của mình. Thì các em có thể là xem hình ở đây. Đây là ghế xem ca nhạc các em. Mỗi một ghế như vậy đều có đánh số hết các em. Hàng trên cùng đây là 432, 433, 434, tức là bắt đầu bằng số 4. Hàng giữa thì 332, 333, 334, tức là các số bắt đầu bằng số 3. Còn hàng dưới này thì 233, 234, 235, thì các số bắt đầu bằng số 2. Các em thấy là số vé của bố và Ngọc là 231, 232. Như vậy thì bắt đầu bằng số 2, tức là ghế của bố và Ngọc sẽ ở hàng phía dưới này ha. Hàng phía dưới này. Tuy nhiên thì các em thấy ở đây là ghế 233, rồi đến 234, rồi đến 235. Tức là mỗi một ghế khi mà dịch chuyển về bên phải thì sẽ tăng lên là một đơn vị. Các em thấy không? 236 nè, 237 tăng lên một đơn vị. Số ghế của bố Hoàng Ngọc là 231 và 232 thì chắc chắn là sẽ nhỏ hơn 233, 234. Do đó thì các ghế này sẽ nằm bên trái các ghế 233, 234 nha. Nhỏ hơn tức là ở phía trước, đặt ở vị trí phía trước. Thì các em thấy bố Hoàng Ngọc đã đứng khuất đi cái số ghế này và chúng ta không thấy được số ghế. Tuy nhiên thì chúng ta chắc chắn cũng biết được ở phía trước này còn hai ghế nữa. Đó là ghế 231 của bố là ở vị trí đầu tiên. Và ghế thứ hai là 232 của Ngọc là ở vị trí này. Và đến đó là mới tới ghế là 233, 234 các em. Như vậy là chúng ta đã tìm được ghế của bố và Ngọc và giúp được hai bố con của Ngọc đã tìm được ghế của mình rồi ha. Như vậy là các em đã hoàn thành bài tập số 4. Thầy chúc các em học tập tốt, đạt được điểm cao nha. Nếu như các em thấy hay thì nhớ subscribe kênh của thầy để không bỏ lỡ những bài học tiếp theo. Còn bây giờ thầy sẽ dừng bài giảng ở đây. Cảm ơn các em. Bye bye và hẹn gặp lại các em trong những bài giảng sau nha.